chim hồ. Đây, bây giờ tất cả mọi người xuống tàu ở trạm số 2. Tăng xương chúc. Mình lên trên tàu này á, mình kêu một cái ly cappuccino. Mà cái giá của cappuccino ở đây họ tính là 80 cu. Đúng 3 giờ là tàu rời bến. Đúng 3 giờ. Dòng sông này dài mà. Santé, santé, santé. À l'année prochaine encore une fois. Và trước mặt mình cái cầu thứ hai mình sắp sửa đi qua đó là cầu tình, và đấy mình đi lên trên mình quay cho mọi người xem đó. Có hẹn hò gì nữa chưa? Tôi ăn sao anh? Dạ. Phải nói là hôm nay chị Hạnh với lại Ti là rất là hạnh phúc. Bình thường hôm nay là hôm qua hai chị anh chị này giận hờn nhau, mà sau khi đi cầu tình về hai anh chị làm lành nhau. Chị thì uống coca bổ cho sức khỏe, còn anh Ti thì uống bia, sức khỏe cũng tốt lắm. Ở đây hình như là họ không biết ở dưới họ có dựng những cái bức tường nhỏ hay không, mà mình thấy làm như cái nivô nước ở phía bên kia nó cao hơn nivô nước ở bên đây, làm như một cái đập vậy á. À, nó chia làm hai dòng. Đây bức tường đây nó chia làm hai dòng, bên kia nó xây bức tường chạy qua. Đây mình quay cho mọi người xem đây đó. Wow, bên chim hải âu rất là nhiều. Quá trời chim hải âu. Đẹp lắm á, cảnh đẹp lắm. Rất tiếc là mình không có đứng ở trên bom tàu được, ở đây họ không cho phép mình đứng trên bom. Quá trời hải âu, mình thấy rất là nhiều. Cả ngàn con á, chứ không có ít đâu. Thank you.
đây, perfect me là bọc là. Vậy. Rồi. Đây là cái đập khi mà họ bơm nước và họ sẽ đóng cửa bên vừa mới đi qua. Còn đây là mình sắp sửa đi qua một cái đập, cái cửa ở phía trước. Giờ mình đang nằm ở trong một cái họ đóng cửa đằng sau. Cửa đằng trước mình họ cũng đang đóng để họ sẽ bơm nước vào hay sao đó. Thì sau đó họ sẽ mở cái cửa bên đây, tàu này mới đi qua được. Đây, đây là cái nivô nước 1m40. Thì cái mực nước á, đó, mình quay cho mọi người xem nha. Đó, cái mực nước nó là mực này. Đó, mọi người thấy rõ nha. Tức là nó khoảng chừng 3 mét nước. Nó sẽ bơm đầy cái hồ này. Mọi người để ý nha, phía bên dưới nước á, nước họ đang bơm vào đó, thì mực nước càng ngày càng tăng lên, thì cái tàu sẽ tăng lên theo luôn. Đó, nó đang bơm nước lên đó. Đó, đang bơm nước lên đó. Thấy rõ chị ha? Hay không? Bây giờ mình đi lên phía đầu tàu để mình quay rõ ràng cái cửa này hiện tại họ đang đóng và họ bơm nước lên. Và cái mực nước đó nó nằm ở bên vách tường nên mọi người có thể thấy rõ nha. Đi về phía đuôi tàu để mình xem cái cửa phía đằng trước lúc mình đi ngang qua nó sẽ đóng lại. Cái tàu này nó dài 79 mét. Hồi nãy mình đi ngang qua mình mới để ý thì mình thấy nó ghi là 79 mét, anh không khoảng đó. Chứ lúc đầu mình tưởng trên 100 mét á, thấy nó dài lắm. Đây là mình đang ở đuôi tàu nhá. À, cái cửa này hồi nãy mình đi ngang qua đó thì nó mở rồi mới đó, đây là bắt đầu cửa đây. Nó bơm nước vô dễ sợ ghê anh em. Hồi nãy mình thấy khoảng cách đó khoảng chừng gần 3 mét mà bây giờ nó chỉ còn nửa thước nữa thôi. Đó. Cái mực nước bây giờ chỉ còn khoảng chừng hơn 20cm thôi. Chỉ trong vài phút nữa thì cái cửa này nó sẽ mở ra. Rồi, cửa bắt đầu mở. Mở thôi. Đây là lần đầu tiên nha, mình được chứng kiến cái cảnh tàu đi vô một cái vịnh như một cái hồ đó, rồi họ bơm nước lên, rồi sau đó họ sẽ mở cái cửa cho mực nước ở bên trong cái hồ này bằng với là mực nước phía bên ngoài. Tàu lúc đó sẽ vượt qua để đi qua bên kia. Thì super. Coi như là tàu nó mở hết rồi đó. Cái cửa nó mở xong xuôi rồi, bây giờ tàu sắp sửa vượt qua cái cửa này để qua bờ bên kia, qua bên cái khúc sông ở bên kia. À, mà hồi nữa mình sẽ vượt qua bằng cái cồn cái bên kia. Bây giờ mình nằm ở trên một cái đập mới rồi, đập cao hơn, cái dòng nước đi cao hơn.
bờ của sông Sen ở Praha mình thấy cũng rất là đẹp. Ở đây mình thấy một cái nhà thờ này nó chắc là xưa lắm rồi, nó đen thui. Hạnh và City mì mì gói của cô. Đây là cái núi đá đó, họ khoan thủng luôn, xây thành như một cái bức tường thành nữa. Thì nên là bên dưới đúng rồi. Cái này cũng chừng chục mét thôi. Nhưng mà phải nói là đẹp. Tàu bây giờ họ quay ngược trở lại cái bến cũ, coi như là mình đi để ba lúc 3 giờ thì bây giờ là 3 giờ 45 phút, thì khi mà trở về lại đến thì là khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thì để ba từ 3 giờ coi như là 4 rưỡi thì mình sẽ đến cái bến để mình đi lên bờ, xong rồi đó mình trở về là hotel. Mà từ chỗ cái bến tàu đó về hotel mất khoảng chừng gần 1 tiếng nữa. Khi mình về đó cũng là trời tối. Hy vọng rằng là khi mà trời tối thành phố Praha sẽ lên đèn, mình sẽ lợi dụng cái thời gian đó mình quay Praha về đêm cho mọi người xem. Ở đây mình thấy có rất nhiều ngỗng. Tàu lại trở về cái vị trí hồi nãy là cái hồ. Khi mình vô trong cái hồ thì cái cửa khu vực này sẽ đóng lại và bơm nước vô. Và mình sẽ trở lại cái hướng ở bến tàu cũ. Đây là cái cửa đây, bắt đầu họ đóng lại nha. Khi tàu vô trong, tàu sẽ stop ở trong cái hồ nước này, rồi họ sẽ xả cái nước này xuống mất khoảng chừng hơn mét á, thì mực nước bên đây và mực nước bên kia sẽ bằng nhau, thì tàu lúc đó sẽ đi qua một cách rất là dễ dàng. Bây giờ mình đang trong lúc chờ đợi nước nó rút thì cái cửa bên kia sẽ mở ra, thì tàu lúc đó sẽ vượt qua cái hồ này để trở về cái bến đậu cũ. Cái mực nước nó rút xuống rất là nhanh nha, bây giờ nó xuống được 2 mét rồi đó, thì nó rút khoảng chừng 1 mét nữa thì cái cửa bên kia sẽ mở ra. Bây giờ cửa bên đây họ mở ra rồi thì tàu sẽ vượt qua cái hồ này để đi về bến cũ đây. Đây các bạn thấy rõ ràng là hai mực nước không có bằng nhau nha. Chính vì vậy nó mới hình thành cái hồ nước hồi nãy để họ bơm nước vô để nâng tàu và rút nước ra để cho cái nivô nước ở bên đây với bên kia bằng nhau.
trước mặt mình bây giờ là cái cầu tình đây. Bây giờ là khoảng chừng 4:30 thì mình bắt đầu thấy trời bắt đầu, mặt trời bắt đầu lặn xuống rồi đó, nên mình thấy bầu trời bắt đầu từ từ tối, xa xa là những cái ánh hồng. Trời bắt đầu sập tối thì tàu bắt đầu lên đèn. Bây giờ là 5:10. Thì nếu mình đi đến đúng 5 giờ thì là mình được đi đúng 2 tiếng. Coi như chương trình đến đây là tham quan đi bằng du thuyền trên sông Sen của Paha đến đây là chấm dứt. Năm giờ đúng là mình cập cảng, cập bến tàu. Thành thầu hết rồi đấy nha. Nói xấu ai thì nói nha. Đây là khách sắp sửa xuống thuyền để đi dạo sông giống như mình đây, nhưng mà họ đi 5 giờ. Rồi. Họ đi giống mình đó. Họ đi bay nay thì mình đi ngày. À. Anh Hải. Bây giờ thành phố Paha đã lên đèn. Bây giờ là 5:10. Praha về đêm. Hiện tại
mọi người vừa mới lấy xe Conway, nhưng mà xe Conway hết điện thì mọi người phải xuống ở đây, rồi sẽ phải đi bộ một đoạn nữa, rồi sẽ đón một cái Conway khác, còn không có thì phải đi bộ thôi.